Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở ngay trường trung học cơ sở Khánh Bình ha anh chị, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở địa chỉ là 314 đường Âu Dương Lân. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản ở cặp bên hông trường này ha. Thì hướng thẳng này đẹp về cầu Chữ Y và qua quận 1, quận 5 ha anh chị. Chỉ khoảng 5 phút đi xe máy thôi nha. Ngã tư phía trước là ngã tư giữa đường Tạ Văn Bủ và đường Âu Dương Lân nha. Căn nhà Nhân sẽ giới thiệu đến cho anh chị nằm cặp bên hông trường trung học cơ sở Khánh Bình này ha. Còn hướng này thì mình chạy hẳn về ngay trung tâm y tế và ra ngay chỗ đường Dương Bá Trạc, khu Trung Sơn luôn ha anh chị. Thì căn nhà Nhân sẽ giới thiệu anh chị nằm cặp bên hông trường trung học cơ sở Khánh Bình này, địa chỉ là 314 đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ha. Bây giờ Nhân sẽ chạy về tới vị trí căn nhà cho anh chị mình xem. Nếu anh chị thấy ưng ý thì liên lạc với Nhân để xem bất động sản này ha. Mời anh chị đi theo Nhân để xem bất động sản này có phù hợp với anh chị hay không nha. Con hẻm 314 là hẻm lớn nha anh chị. Hẻm lớn ha, hẻm xe hơi vào tới nơi ha. Và căn nhà mình cách hẻm xe hơi chỉ khoảng 30m thôi ha anh chị. Hẻm 314 là hẻm của trung tâm điều dưỡng của các cô nghệ sĩ lớn tuổi ha anh chị. Và là cặp bên hông trường trung học cơ sở Khánh Bình ha. Nhà mình thì nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên thôi nha. Kích thước ngang của căn nhà mình đó là 4m nha. Và chiều sâu vào á là 12m rưỡi ha anh chị. Nở hậu 4m2 ha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng đông nha. Nhà mới anh chị vào ở ngay. Các thiết bị nội thất trong căn nhà này là sử dụng đồ cao cấp hết nha anh chị. Nói giá hiện tại chủ đang giảm so với trước đây á. Trước đây Nhân biết căn nhà này á, là kêu là 5 tỷ 600 triệu đồng ha. Và bây giờ chủ giảm xuống còn 5 tỷ 180 triệu đồng ha. Ở đây thì xe hơi buổi tối để dài bên đây nè. Mình có hai nhánh ha. Nhánh bên đây mình vào cũng được ha. Tay phải mình vào cũng được. Mình đi nhánh bên tay trái. Thì cho nó rộng rãi nha anh chị. Đó. Hẳn trước là chung cư Tô Bách City ha. Đó, sau này là ở phường 3 mình sẽ có một cái chung cư, có chung cư Tô Bách City và dưới chung cư có cái siêu thị to đùng luôn nha anh chị. Đó, mình chạy thẳng vào đây, cách nhà mình cách mặt tiền xe hơi chỉ khoảng 30m thôi. Và hẻm trước nhà của mình là hẻm 3m ha anh chị. Đó, tới vị trí căn nhà của mình rồi nè. Đó, nhà mới anh chị vào ở ngay ha. Bây giờ Nhân sẽ vào trong review bên trong cho anh chị mình xem. Mời anh chị theo Nhân để xem bất động sản này nha. Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở hẻm 314 đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ha. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản trong con hẻm này. Hẻm 314 đường Âu Dương Lân là hẻm trường trung học cơ sở Khánh Bình mình đi vào ha anh chị. Hẻm trước nhà của mình là hẻm xi măng rộng rãi. Đây mình đi thẳng ra ngoài trước là trường trung học cơ sở Khánh Bình nha. Đây hẻm trước nhà của mình anh chị. Đó, hẻm xi măng sạch sẽ, nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên. Nhà mới anh chị vào ở ngay ha. Ban công ở trên là ban công tay vịn sắt ha. Ở trên thì chủ cũng làm một lớp nhựa và có đèn trang trí cho mình luôn nha anh chị. Đó. Chủ ốp tường cao lên tới trên luôn nha. Và chiều ngang của căn nhà mình đó là 4m và chiều sâu vào là 12m nha anh chị. Nở hậu 4m2. Nhà mình thì còn cao hơn so với cái hẻm mình ha, là khoảng 2 tấc. Cửa bên ngoài được bảo vệ là cửa sắt 4 cánh ha chị. Và bên trong là một lớp cửa nhôm sifa kết hợp với kính cường lực ha. Nhà sử dụng tông màu sáng. Nhà mới anh chị vào ở ngay ha. Gạch bên trong là lót gạch bóng kính nha anh chị. Nhà mình nở hậu ha, nở hậu được 4m2 ha anh chị. Và chiều ngang của căn nhà mình là 4m và chiều sâu vào là 12m ha. Hướng nhà của mình là hướng hướng đông nha anh chị. Nhà mình hướng đông ha. Ở đây là cái đồng hồ nước nè, chủ cũng tỉ mỉ làm cho mình một cái khung để lại ha. Ở chỗ này bức tranh trang trí mình sau này mình muốn dán bức tranh nào thì mình dán lên ha. Và có đèn trang trí cho mình luôn nha. Nó các thiết bị trong nhà là mới hết ha anh chị. Nhà mình có điện chính, nước chính ha. Bên đây cũng có một cái khung tranh ha. Đó, ở trên đây có cái đèn trang trí, trần nhà cao ráo và xài toàn bộ hệ thống đèn led hết nha anh chị. Đó. Đồng hồ nhà điện chính, nước chính ha. Cửa nhôm sifa bản lề kinh long nha anh chị. Đó, cửa sắt 4 cánh bên ngoài nữa.
không gian phòng khách thì cái kệ tivi chủ cũng làm rồi, có đèn led và một lớp nhựa giả gỗ ha, dán nhựa PVC lên tới trên, có kệ tivi sẵn cho anh chị mình luôn. Bên trong thì có bộ sofa và một bức tranh mã đáo thần công. Ở trên cái bức tranh thì cũng có đèn trang trí giả xuống ha. Trần nhà cao ráo xài giải phóng đèn led hết nha anh chị. Nhà sơn tông màu trắng ha. Ở dưới chân cầu thang thì chủ cũng làm một cái khung, cái tủ ha, để mình để trang trí rượu hoặc là mình để những vật dụng nào mình thấy đẹp mình để vào đây ha. Đó. Rất là tỉ mỉ nha anh chị. Cầu thang thì đi theo chiều hướng kim đồng hồ. Ở bên hông cầu thang thì chủ cũng ra ốp một tấm đá ha, tấm gạch anh chị, có ép thủy lực ha. Đó, loại này xịn ha. Đó, có chỉ vàng anh chị. Gạch thì lót gạch 6 tấc nha anh chị, lập bóng kính. Hẻm trước nhà của mình là khoảng 3 mét ha anh chị. Nhà mới, các thiết bị trong nhà đều mới ha. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 5 tỷ 180 triệu nha anh chị, còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Hãy đến xem bất động sản này, nếu thấy ưng ý nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về nhà. Nhà cao ráo thoáng mát nha anh chị. Ở trên ngay không gian của cầu thang thì chủ cũng có, nhà mình cũng có giếng trời ha. Nhà mình cũng có giếng trời ngay chỗ không gian nè, nên ánh sáng lúc nào cũng sáng xuống nhà mình ha. Mình vừa bước vào không gian của phòng bếp thì có một cái bồn rửa tay bên ngoài ha. Nếu anh chị đi mệt mỏi về thì có cái bồn rửa ngay chỗ này, mình rửa rồi sau ra ngoài không gian bếp của mình ha. Có kính đèn cảm ứng ha. Lối đi xuống rộng rãi nha anh chị. Đó. Bên đây thì chủ cũng bóp nhựa PVC lên tới trên. Đèn mình là đèn led ha, âm trần hết trơn ha anh chị. Đóng la phong giật tầng. Đây là không gian của không gian bếp ha anh chị. Đó, bếp có để được quần ăn luôn nè. Và bếp thì không gian là bếp là tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương, mặt trong là kính cường lực ha anh chị. Ở ngay vị trí này có đi đường nước để mình để máy giặt luôn nha anh chị. Tường thì bên trong dưới không gian bếp này chủ ốp ngang cao lên tới 1,5 m rồi. Trên ngay chỗ bàn ăn thì chủ cũng để một cái quạt, quạt trần ha anh chị. Đó. Thì căn nhà mình nằm ở hẻm 314 đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, cách cầu chữ Y và qua quận 1, quận 5 chỉ khoảng 10 phút thôi nha anh chị. Đó. Không gian bếp nha, rộng rãi. Đèn là đèn led nha. Ở đây có cái đèn led cho mình chỗ nè. Bên trong là kính cường lực ha, mặt bếp bằng đá hoa cương nè. Đó, tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Mình rất là nhiều đồ để vào đây ha. Mình anh chị mình có những đi chợ về thì có những vật dụng không cần thiết chưa sử dụng tới thì mình để vào ha. Đó. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới nha anh chị. Bồn rửa, hai bồn rửa ha. Nó có vòi kéo nha. Và loại inox sâu lồng 304. Hướng nhà của mình là hướng đông nha anh chị. Hẻm trước nhà của mình là hẻm 3 m ha. Và nhà mình ở hậu nha anh chị. Chiều ngang của căn nhà mình là 4 m và chiều sâu vào là 12 m ha anh chị. Nở hậu là 4,2 m ha. Các thiết bị trong ngôi nhà này là mới hết ha, anh chị vào ở ngay. Đây anh chị xem lại không gian cửa trệt mình một lần nữa ha. Và ở giữa đây thì có một nhà vệ sinh rộng rãi nha. Đó, mặt trước này thì chủ ốp nguyên lên tới trần luôn nha anh chị. Ốp gạch ngang cao tới trần luôn nha. Đó, nhà vệ sinh rộng rãi ha, chủ tắm đứng bằng inox ha anh chị. Gạch bên trong thì ốp gạch ngang cao tới trên. Labo nguyên khối ha. Đèn led ha anh chị. Cửa là sử dụng cửa nhôm Sifa, bản lề là bản lề kinh long ha anh chị. Đó, anh chị mình xem lại không gian của căn nhà mình một lần nữa và nhân sẽ đi lên trên cho anh chị xem không gian ở tầng 1. Có tới 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng đông và hẻm trước nhà của mình là hẻm 3 m ha. Nhà mới, các thiết bị trong căn nhà đều được mới hết ha. Hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 để xem bất động sản này. Anh chị có bạn bè người thân trong gia đình cần mua một bất động sản có phân khúc có giá dưới 5 tỷ 180 triệu thì hãy chia sẻ để bạn bè người thân của mình có thể mua được căn nhà ưng ý nhất nha, và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha anh chị. Đây, cầu thang đi lên nha. Cầu thang đi lên hay là cầu thang tay vịn gỗ, mặt bên là kính cường lực, mặt đi bằng đá hoa cương đen và mặt trong là đá hoa cương trắng nha, trụ gỗ nè.
cửa gỗ ha. Bên hông này chủ cũng dán gạch ha chị, loại có chỉ vàng rất đẹp nha. Ở trên trên cầu thang thì có giếng trời nên ánh sáng xuống nhà mình rất là đủ ha. Sàn bê tông cốt thép hết ha, với diện tích đất là gần 50 mét vuông và diện tích sàn hoàn công là 100 mét vuông nha anh chị. Sổ hồng riêng hoàn công mua bán ký công chứng sang tên. Tổng diện tích của căn nhà mình không có quy hoạch nhiều anh chị đó. Tổng diện tích đất được công nhận là 50 mét và hoàn công là đủ luôn nha, 100 mét luôn nha anh chị. Đây là phòng ngủ thứ nhất của mình ha. Cửa là sử dụng cửa gỗ nha đó, cửa là sử dụng cửa gỗ nha anh chị. Nhà mới anh chị vào ở ngay. Trần nhà cao ráo đóng là phong, xài đèn led ở trên, đèn có rất quạt cho anh chị mình luôn, và đèn này có thể đổi màu được nha. Đó, cái đèn này có thể đổi màu ha. Đó. Đổi màu mới ha, đó ba màu ha anh chị. Nhà vệ sinh ở giữa rộng rãi nha. Các thiết bị trong nhà vệ sinh xịn sò luôn. Cửa là sử dụng cửa nhôm Sifa. Bản lề kinh long. Có dán kính mờ cho anh chị mình luôn nha. Đó, bồn rửa, kính đèn cảm ứng ha. Bồn ngồi nguyên khối và trụ tắm đứng. Ở bên trong có vách cường lực cho mình luôn nha. Vách cường lực ha. Kéo rất là nhẹ nhàng ha anh chị. Trụ tắm đứng xịn sò ha. Đó, tường ốp gạch ngang cao tới trên luôn. Các thiết bị trong nhà vệ sinh đầy đủ hết ha anh chị. Hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 để xem bất động sản này ha. Đó. Nhà mình có cái giếng trời nên lúc nào ánh sáng cũng dạt xuống ha, nên rất là sáng sủa ha anh chị. Lối đi rộng rãi. Ở đây có tới trên tầng 1 mình có 3 phòng ngủ nha. Với tổng diện tích đất là gần 50 mét vuông và diện tích hoàn công là 100 mét vuông nha anh chị. Đó, cửa là sử dụng cửa gỗ hết ha. Phòng ngủ bên đây cũng có cửa sổ nha. Trần nhà cao ráo đóng là phòng hết rồi ha. Hẻm 314 là trường trung học cơ sở Khánh Bình mình chạy vào ha anh chị. Gần cầu chữ Y, mình qua quận 5 quận 1 chỉ khoảng 10 phút thôi. Khu vực cao ráo không ngập nước nha anh chị. Phường 3 quận 8 nha. Đây là phòng ngủ thứ 3 của mình ha, phòng ngủ thứ 3 của mình ở phía trước. Cửa vẫn là cửa gỗ ha anh chị. Trần nhà vẫn là cao ráo, đóng la phong, xài đèn led, có quạt trang trí cho mình nha. Điện là điện âm hết luôn. Và mình có cửa ra ngoài ban công là cửa nhôm Sifa 4 cánh. Ban công là ban công tay vịn sắt ha anh chị. Đó. Hướng nhà của mình là hướng đông. Đó, chiều ngang của căn nhà mình nhận xin nhắc lại là 4 mét nha anh chị. Và chiều sâu vào là 12 mét, nở hậu là 4 mét 2 nha. Hẻm trước nhà của mình là 3 mét ha anh chị. Nhà mới anh chị vào ở ngay. Các thiết bị trong ngôi nhà này là sử dụng mới hết ha. Giá là 5 tỷ 180 triệu, còn nguyên liệu trực tiếp với chủ ha anh chị. Hãy đến xem bất động sản này, nếu thấy ưng ý nha sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá. Đây là cái ban công của mình nha. Đây là ban công của mình ha. Đó, cao ráo lên tới trên. Căn nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Không có quy hoạch lộ giới gì ha. Đó, đây hẻm trước nhà của mình nha, rộng rãi nha. Đây là thì mình đi anh chị đi thẳng ra ngoài trước là trường trung học cơ sở Khánh Bình và trung tâm điều dưỡng các cô chú anh chị nghệ sĩ ha. Đó, phòng ngủ thứ 3 của mình ha. Nhân xin nhắc lại thông tin chung của căn nhà mình ha. Căn nhà mình ở địa chỉ là 314/86/5, đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, gần chợ Gạch Ông, gần cầu chữ Y, qua quận 5, quận 1 chỉ khoảng 10 phút. Ngay trường trung học cơ sở Khánh Bình, mình chạy thẳng vào là tới vị trí căn nhà của mình nha. Đó, trường trung học cơ sở Khánh Bình là nằm kế bên là hẻm 314 ha anh chị, 314 liền nha. Nhà mới anh chị vào ở ngay. Với kích thước ngang của căn nhà mình đó là 4 mét và chiều sâu vào là 12 mét nha anh chị. Nở hậu là 4 mét 2. Hướng nhà của mình đó là hướng đông. Kết cấu của căn nhà mình đó là một trệt và một lầu. Có tới
3 phòng ngủ ha, và 2 nhà vệ sinh. Nhà mới anh chị vào ở ngay ha. Các thiết bị trong ngôi nhà này đầy đủ hết chứ anh chị. Giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 5 tỷ 180 triệu nha. Còn thương lượng trực tiếp với chủ nha anh chị. Hãy đến xem bất động sản này nếu thấy ưng ý, Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá nha. Sổ hồng riêng, hoàn công, mua bán, ký công chứng sang tên. Với tổng diện tích đất là 50m² và diện tích sàn được xây dựng là 100m ha anh chị. 4m x 12m, nở hậu 4m2 ha. Trần nhà cao ráo đóng la phong. Anh chị có bạn bè người thân trong gia đình cần mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc dưới giá là 5 tỷ 180 triệu thì hãy chia sẻ video này ha, để bạn bè người thân của mình có thể mua được căn nhà ưng ý nhất và giúp chủ nhà bán được căn nhà ngày nhanh nhất ha. Căn nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Hẻm trước nhà mình là hẻm 3m ha. Hãy liên lạc với Nhân để xem bất động sản này qua số điện thoại là 0822 393939 ha. Hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc dưới giá là 5 tỷ 180 triệu để bạn bè người thân của mình có thể mua được căn nhà ưng ý nhất và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng đông nha anh chị. Rồi hãy đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Hãy like video và chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 5 tỷ 180 triệu nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong lần quay sau.